Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Từ Web Minh Thuân Như Hiền và Đoàn Trọng xin gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng, và kính chào tất cả các quý vị Cà Phê Sáng. Hôm nay là ngày 31 tháng 1, thưa quý vị, đó là ngày cuối, những ngày cuối tháng, và tuần sau là Tết Nguyên Đán rồi, phải không anh? Vâng, kính thưa quý vị, đúng như vậy, hôm nay là chấm dứt tháng đầu tiên của năm 2019. Trong lúc đó thì người Việt chúng ta ở khắp nơi trên thế giới đang hân hoan chào đón một trong những ngày lễ truyền thống của người Việt Nam. Kính thưa quý vị, đó là Tết Nguyên Đán, Xuân Kỷ Hợi lại sắp đến với chúng ta. Hôm nay thì thời tiết khí hậu tại miền Nam California hình như có phần thay đổi, phải không Như Việt? Dạ, thưa quý vị, ngày hôm nay là trời sẽ mưa vào quý vị vào buổi chiều, là 100% mưa và gió từ 10 tới 20 dặm một giờ lận. Và nên quý vị đi cẩn thận về nhiệt độ. Hiện tại tại Westminster 55 độ và nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ có 61 độ và thấp nhất là 51 độ. Và ngày hôm nay trời mưa 100% là mưa khoảng chiều, và quý vị cẩn thận và gió cũng nhiều và độ ẩm là 85%. Vào ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao hơn là 62 độ và thấp nhất là 56 độ. Vào ngày thứ 7 trời mưa. Và theo dự báo thời tiết cho biết là ngày thứ 6 trời không mưa nhưng rất là âm u, và ngày Chủ nhật thì trời không mưa, trời sẽ nắng lại vào buổi trưa chiều, và tuần sau thì nhiệt độ ấm hơn, vào thứ 2 thì sẽ mưa và nhiệt độ từ 50 cho tới 64 độ. Kính thưa quý vị, đó là một vài khí hậu, tin tức về khí hậu mà quý vị đang chờ đón trong dịp Tết Nguyên Đán. Điều mà người ta mong chờ là một cái khí hậu trong sáng, trời không có mưa, thì ngược lại năm nay trong những ngày sắp đến lại có những cái cơn mưa nặng hạt đổ xuống miền Nam California. Điều mà chúng ta nói là tất cả các chợ hoa, tất cả những người đang chờ đợi những ngày cuối năm để đi sắm sửa đồ Tết thì có thể nói làm cho cái không khí nó bị chìm xuống. Nhưng chúng ta hy vọng vào những cái ngày Chủ nhật thì chắc lẽ buổi chiều Chủ nhật mọi người đều dán mặt vào trên cái khuôn mặt của mình vào trên vô tuyến truyền hình để chúng ta theo dõi trận Super Bowl, và hy vọng rằng là không khí ở Atlanta sẽ không có cơn mưa nặng hạt như bây giờ. Hy vọng rằng là tất cả những sự kiện diễn biến tốt đẹp và chúng ta sẽ có một cái khí hậu thời tiết tuyệt vời trong đêm thứ hai để chúng ta đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi. Đến bây giờ thì Như Hiền theo dõi tất cả các sự kiện mà có thể nói đây là một trong những cái giai đoạn trọng đại nhất của khí hậu Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, chưa bao giờ chúng ta thấy ở những tiểu bang miền Trung Mỹ như là Illinois, Chicago, Michigan, Minnesota, Wisconsin và North and South Dakota đã chịu ảnh hưởng bởi những cái cơn lạnh, cơn lốc xoáy lạnh mà quý vị có thể tưởng tượng rằng mức ở 0 độ dưới độ C thì có khoảng còn 22 độ âm nữa. Nhưng thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện mà chưa bao giờ từng thấy xảy ra. Như Hiền cho biết, tất cả những sự kiện hiện nay đang liên tục diễn ra ở tại Chicago, Minnesota, cũng giống như tại Michigan, và đặc biệt là chúng ta nói đến Minnesota, thưa Như Hiền. Yeah. Thưa quý vị, ở vùng Trung Tây, như anh Trọng cũng đã nói, ở những Chicago, Michigan, Minnesota và những nơi ở vùng Trung Tây rất là cực lạnh. Ở Chicago ngày hôm qua, nhiệt độ xuống dưới 50 độ F, thưa quý vị, rất là lạnh. Và tuy nhiên có nghĩa rằng là 27 độ F, đó là cái đạt kỷ lục lớn nhất vào ngày hôm qua. Điều đó đã làm cho rất là băng giá và làm nước và điện của những nhà, những khu vực ở Chicago đã không có điện trong một thời gian ngắn, và họ không có thể sưởi ấm và rất là lạnh. Và bên cạnh đó, và những vùng như là họ đã không có đi di chuyển được hoặc là không đi làm, mà ngày hôm nay nghe nói nhiệt độ đã lên được chút xíu thì mọi người đã trở lại đi làm. Nhưng theo cơn thông tin cho biết rằng là đạt với kỷ lục năm 1985 là dưới âm 32 độ C, và một số khu vực bị khô lập đó là âm 40 độ C vào năm, và âm 38 độ C vào năm 1999. Và đây là một trong những kỷ lục lớn nhất ở Chicago và những vùng như là Minnesota, Detroit, Illinois, là những vùng khu đó đây là đạt kỷ lục lạnh nhất, phải không anh Trọng? Vâng, chắc là quý vị có điều kiện đến thành phố Milwaukee, một trong những thành phố cũng có rất đông người Việt chúng ta sinh sống ở kế cạnh thành phố Chicago của tiểu bang Wisconsin, với rất nhiều trường đại học nổi tiếng ở đó. Thì kính thưa quý vị, mọi người đều không được quyền đi ra đường trong vòng 2-3 phút vì người ta nghi sợ, lo sợ rằng cái cơn giá lạnh xuống sẽ làm cho người ta cống ngay ở tại đường.
Nhưng có một cái sự kiện rất quan trọng mà như hiện thấy rằng việc trước tiên chúng ta nói đến là bao nhiêu người chết tất cả hiện nay đến bây giờ. Và trong đó tất cả là tổng cộng là 10 người chết trong cái thời tiết khắc nghiệt trong tuần vừa rồi, thưa quý vị. Và hơn 4.800 chuyến bay đã bị hủy và các trường học bị đóng cửa và chuyển phát thư và những nơi, những khách hàng đã cũng đã không có đi làm. Và dân cư ở Chicago cũng phải ở trong nhà, không có thể đi ra ngoài được. Một cái áo, cái shirt anh Trọng người ta đem ra phía ngoài và gió và tuyết thì nó đóng thành băng. Có một cái như vậy thì đi xe lửa là một trong những cái phương tiện đi xe điện ở trên phương tiện duy nhất ở Chicago. Thì chắc là người ta phải đốt đem theo cái lò sưởi ở đem trong xe. Đem lò sưởi để đốt từ vì là không có điện và những cái xe điện có những nơi cũng phải ngừng hoạt động vì họ không thể chạy vì là quá lạnh. Kính thưa quý vị, trong dịp Tết Nguyên Đán chúng ta hay gửi những cái thư chúc Tết cho những gia đình thân cận, là gọi là người thân của chúng ta ở những tiểu bang miền Trung Mỹ, thì quý vị vui lòng chờ đón một thời gian nữa mới được đưa đến vì tất cả những người dịch vụ đưa thơ cũng tạm đình chỉ trong hai ngày vừa qua. Vì vấn đề trời quá lạnh và mọi người không thể đi ra được và cơn gió lạnh cũng cho thấy rằng là ngày thứ năm và cơn hy vọng vào cuối tuần này thì những cơn gió lạnh, cái cơn lốc xoáy về cái nhiệt độ quá lạnh như vậy sẽ bớt dần đi và nhiệt độ tại Chicago, Detroit và Michigan sẽ tăng dần hơn, đỡ hơn so với những tuần vừa rồi. Trong hai ngày vừa rồi là nhiệt độ rất là khắc nghiệt. Kính thưa quý vị, trong lúc đó một trong những sự kiện mà chúng ta đề cập đến qua những cái cơn lốc này đó là cái cơn động đất ngầm ở dưới lòng đất. Chắc quý vị biết tất cả các hệ thống nước đều được chôn ở dưới lòng đất và đến bây giờ có nhiều nơi đã phát ra những cái tiếng nổ. Vì sao như vậy? Vì đóng băng. Vì đóng băng, đúng rồi. Kính thưa quý vị, nước cũng đóng băng trong những cái đường ống và tạo nên những cái sức độ chấn động mà người ta gọi là động đất ở dưới lòng đất. Quý vị có thể tưởng tượng một thành phố mà tuyết nó ngập đầy hết. Nhưng cái lạnh là có thể nói đây là một cái sự lo sợ nhất. Không ai có thể ra đường được mà có thể để bằng cái bàn tay của mình ra. Tất cả đều được che giấu. Nhưng tất cả những sự sinh hoạt của thành phố đều bị đắm chìm vào trong cơn gió lốc. Mà tất cả các nơi đó nhiệt độ đều dưới 0 độ. Thậm chí ở tại Minnesota hôm qua đã có tin lúc cho biết là tới 66 độ dưới âm độ. Không biết Như Huyền có điều kiện nào đã đến Minnesota chưa? Em sống ở Michigan nên là cũng gần Minnesota. Chắc quý vị có điều kiện đến Minnesota thì rất nhiều cái hồ ở đó. Mà tất cả các đường ở đó, cái lake rất nhiều mà tất cả cái đường gọi là exit vào. Mà nếu nó đóng băng mà tuyết thì chiếc xe của chúng ta nó dễ bị đẩy xuống hồ lắm. Đẩy đó. Em chạy trên tuyết rồi vậy em biết. Khi mà đóng băng rồi thì không thể nào mà chạy được hết. Là chiếc xe nó rất là slippery anh Trọng. Đây là một trong những cái cơn lạnh tồi tệ nhất của nước Mỹ và dịch vụ thời tiết quốc gia đã cho biết ở tại Chicago có thể đạt mức thấp nhất trong vào ngày thứ năm, tức là ngày hôm nay. Đây là một trong những cái kỷ lục phá vỡ kỷ lục của thành phố là -27 độ. -27 độ. Cái kỷ lục này nó được đánh dấu vào ngày 20 tháng 1 năm 1985. Một số khu vực ở gần thành phố Chicago thì hoàn toàn bị cô lập. Có thể nói là có nhiều nơi nhiệt độ đã xuống tới -40 độ. Và điều đó là và phá vỡ kỷ lục của Illinois là giảm -36 độ. Cái này thì được thiết lập ở tại thành phố Congressville vào ngày 5 tháng 1 năm 1999. Thì chắc quý vị không lạ gì. Năm nay là đạt kỷ lục quá anh Trọng. Tất cả mọi sự việc đều đạt kỷ lục hết. Chắc có lẽ đó là một trong những cái kỷ lục mà nước Mỹ chưa bao giờ có được, phải không thưa anh Huyền? Hy vọng những vài ngày sau thì nhiệt độ sẽ tăng hơn. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta phải nói đến một trong những cái sự kiện qua tất cả những cái cơn lạnh đó, thì chúng ta nói đến việc trước tiên, kính thưa quý vị, đó là sự kiện tình hình ở Afghanistan ngày hôm nay như thế nào. Chắc quý vị biết là Hoa Kỳ đã gắn liền với cuộc chiến ở Afghanistan trong vòng 17 năm qua kể từ khi Tổng thống Bush đưa quân đến để dẹp tất cả các quân phiến loạn có tên là Taliban, một trong những cái nhóm quân Hồi giáo quá khích và có chịu trách nhiệm về phần nào về vụ 9/11. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, khi chính quyền của Tổng thống Trump thúc đẩy một cái nền hòa bình ở Afghanistan, thì một cái báo cáo theo dõi mới của Hoa Kỳ cho rằng lực lượng an ninh của Afghanistan đã càng ngày càng bị thu hẹp khoảng cách an ninh mà họ đã kiểm soát được trong những vùng lãnh thổ của Afghanistan. Và trong lúc đó thì Taliban càng ngày càng cho thấy có nhiều dấu hiệu bành trướng và có họ nắm được quyền điều động nhiều khu vực của Afghanistan nhiều hơn. Các xu hướng này phần ảnh hưởng bởi các quan chức quân đội Hoa Kỳ hiện nay đang làm việc tại Afghanistan và họ cho rằng cái bế tắc mà chúng ta chưa giải quyết trong vòng 17 năm qua khi các lực lượng Hoa Kỳ bắt đầu có mặt tại Afghanistan vào ngày 1 tháng 11 tháng 9 năm 2001.
theo một cái cơ quan giám sát được gọi là Tổng Thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan thì cho biết rằng trong tất cả các báo cáo trước Quốc hội hôm thứ Năm, họ nói rằng chính phủ Afghanistan hiện nay chỉ kiểm soát được tới chỉ có 54% đất đai của Afghanistan mà thôi. Nó đã giảm đi rất nhiều, có thể lên tới khoảng 3-4% năm nay. Và Taliban thì có thể nói là xu hướng của họ đã giảm từ 14 xuống 12% về cái vùng mà gọi là tranh giành lãnh thổ giữa hai bên. Chắc tất cả nhiều người đã biết thế, tại sao Afghanistan lại là một trong những cái vùng mà có thể nói rằng đưa đến nhiều cái cuộc tranh chấp nội chiến và chiến tranh dai dẳng kéo dài. Nếu chúng ta ngược dòng thời gian nhìn lại thì tất cả các lực lượng của Liên bang Xô Viết cũng có mặt tại Afghanistan và chịu đựng một trong những cái cuộc gọi là nội chiến ở tại Afghanistan, nhưng rút cuộc lại những người chiến binh của Cộng hòa Liên bang Xô Viết đã rút khỏi Nga Xô và rút khỏi Afghanistan và chịu lấy một cái thất bại mà chúng ta nói đó là cuộc chiến ở Afghanistan. Nếu quý vị đọc theo dõi tất cả những cái lịch sử của Afghanistan thì quý vị thấy những người dân tộc ở đây họ có một cái nguồn lợi rất nhiều vào những cái cây thẩu, tự nhiên họ trồng cây á phiện. Nhưng mà sau khi Taliban được thành lập và trong những cái lực lượng có tính cách là yểm trợ Hồi giáo, họ là một trong những cái lực lượng chính để yểm trợ cho cái cuộc gọi là thảm sát vụ 911, thì Tổng thống Bush sau đó đã đưa quân vào đến tại Afghanistan. Và ngày hôm nay thì tất cả các sự kiện cho biết rằng là hình như người ta thấy có một cái dấu hiệu dần dần rút quân ra khỏi Afghanistan, thưa như vậy. Và Lầu Năm Góc cũng khẳng định rằng áp lực quân sự đối với Taliban đang gia tăng, và năm ngoái Hoa Kỳ cũng tăng cường sử dụng sức mạnh quân đội để hỗ trợ các lực lượng Afghanistan. Và theo dữ liệu của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, máy bay Hoa Kỳ đã thả 6.823 quả bom trong 11 tháng đầu năm 2018, và điều đó so sánh 4.361 quả bom được thả trong năm 2017. Và chương trình Cà Phê Sáng sẽ đến với quý vị trong vài giây phút quảng cáo.